Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi sẽ công bố một cái sứ điệp mà có thể nói rằng nó dựa trên những lời rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Điều đó là cần thiết. Thật ra thì mới tuần lễ vừa rồi tôi đã công bố những lời này tại hội thánh bạn. Tuần này thì tôi dự định giảng một sứ điệp khác. Tôi không có thích là hai tuần liên tục mà giảng chung một sứ điệp. Tôi đã thật sự chuẩn bị một sứ điệp khác, nhưng mà tôi nghe Chúa nói rất là rõ trong lòng của tôi là con phải giảng lại sứ điệp này, vì đây là lúc mà hội thánh ở khắp nơi cần những lời này. Họ cần được nhắc nhở về những điều hết sức nền tảng trong cuộc sống của họ. Nếu không thì sẽ có rất là nhiều người bị té ngã, sẽ có rất là nhiều người bị lầm lạc và xa khỏi quỹ đạo tốt lành của Chúa. Cho nên tôi quyết định vâng lời Chúa và làm cái điều mình không thích làm, là giảng cùng một sứ điệp trong hai tuần liên tục. Chúng ta hãy cùng nhau mở Kinh Thánh ra ở trong Ma-thi-ơ chương 7. Chúng ta cùng học với nhau từ câu 24 cho đến câu 27. Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 24 cho đến câu 27. Vậy ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. Những lời này thật sự rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi nhiều người trong chúng ta cảm thấy nhàm chán nếu như có ai nhắc đến. Tôi ước gì anh chị em có một suy nghĩ khác bắt đầu từ hôm nay. Đó là lời của Chúa không bao giờ nhàm chán. Amen không chị? Tôi được khích lệ bởi vì có một số học viên ở nơi này nơi nọ, họ liên hệ với chúng tôi và họ nói như thế này. Họ nói: mục sư ơi, chúng tôi nghe từng bài giảng phát ra từ hội thánh của mục sư, và thậm chí chúng tôi nghe đi nghe lại, và chúng tôi được gây dựng bởi những sứ điệp đó. Tôi thật sự được khích lệ, bởi vì tôi biết rằng những con người này họ tôn trọng lời của Chúa, và họ biết rằng lời của Chúa thật sự là kim chỉ nam cho cuộc sống. Lời Chúa là nền tảng vững chắc cho cuộc đời của họ, và nhờ nền tảng ấy họ sẽ không bị rú động, họ sẽ không bị lay chuyển, họ sẽ không bị ngã khi mà có những sự khó khăn đến với đời sống của họ. Anh chị có biết rằng ngay khi chúng ta đang nhóm nhau lại một cách bình yên ở tại nơi này, thì ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thống kê đến ngày hôm qua là 25 tháng 2, thì có hơn 50.000 người đã bỏ mạng trong cơn động đất khủng khiếp tại nơi đó. Anh chị nhắm mắt lại một chút và tưởng tượng, đó là 50.000 người chứ không phải là 5 người. 50.000 con người đã bỏ mạng, hơn 50.000 người đã bỏ mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và cho tới hôm nay thì có thể người ta sẽ tìm ra nhiều hơn nữa. Có thể là tuần sau họ sẽ công bố một con số khác, có thể là 60.000 chẳng. Có rất nhiều ngôi nhà kiên cố, có rất nhiều dinh thự kiên cố ở cái vùng đầy dãy sự thương vong đó. Trước đó người ta đã xây lên những dinh thự tưởng chừng như rất là kiên cố, với kỹ thuật cao, với công nghệ cao, những kỹ sư giỏi nhất được triệu tập đến đó để xây dựng những tòa nhà mà người ta rất tự hào, người ta cho rằng nó vững chắc vô cùng. Nhưng chỉ một cơn động đất thôi, tất cả những nền tảng đó là sụp đổ hoàn toàn. Và bây giờ thì tôi nghe tin tức như thế này. Người ta nói rằng người ta đã bàn kế hoạch để sau khi
mà làm công tác cứu hộ xong và dọn dẹp cái chỗ đổ nát đó, thì người ta sẽ tái thiết lại những cái nơi mà bị động đất đó. Người ta sẽ bắt đầu xây những cái tòa nhà khác ở tại nơi đó. Và họ nói rằng lần này họ sẽ xây với cái công nghệ mới hơn, với kỹ thuật tốt hơn. Họ sẽ điều động những cái người kiến trúc sư, những người kỹ sư, những người thợ tốt hơn ở đó, để có thể cho một sự đảm bảo rằng nếu mà lần sau có động đất thì sẽ không bị sập. Anh chị có tin không? Không. Tôi không tin. Tôi nói thật với anh chị em là tất cả những cái nỗ lực đó của con người cuối cùng nó chỉ đem đến cho họ sự thất vọng mà thôi. Bây giờ cái trận động đất, cái cường độ đó, nó làm cho những ngôi nhà nó sụp đổ. Và có ai có thể chắc rằng trong tương lai không có những cái trận động đất có cường độ lớn hơn? Ok, họ có thể làm những cái ngôi nhà chắc chắn để đối phó với một trận động đất có cái cường độ tương tự, nhưng không ai có thể biết rằng trong tương lai cái trận động đất với cường độ nào sẽ xảy ra. Và tôi không tin rằng họ có đủ kỹ thuật hay cái công nghệ hay là cái sức lực cái gì đó ghê gớm để làm những cái tòa nhà mà khi có động đất diễn ra thì tòa nhà nó không suy sụp. Tôi không tin. Chúng tôi có cơ hội để đi qua Mỹ phục vụ Chúa nhiều lần, và chúng tôi đã có cơ hội quan sát những cái ngôi nhà tại Mỹ. Và thật sự người ta có thiết kế những cái ngôi nhà tại Mỹ đa số là thiết kế là để theo cái từ gì người đó là để chống động đất. Nhiều người khiêm nhường biết điều hơn thì nói là để giảm thiểu thương vong khi động đất. Tôi thích cái đó hơn. Còn nói chống động đất thì tôi thấy nó hơi dài. Nó hơi vuông tay quá tráng rồi. Bởi vì làm sao mà chống được thiên tai, những cái thứ đó đừng có nói chống chống, càng nói chống là càng chết, đúng không anh chị em? Họ làm những cái ngôi nhà bằng vật liệu nhẹ, rồi những cái vật liệu vừa bền vừa chắc vừa nhẹ, để nếu mà khi có động đất xảy ra thì thứ nhất là nó sẽ khó sập, và thứ hai nếu sập thì nó đỡ cái sự thương vong hơn. Ok, thì nó giảm thiểu được thì tốt thôi. Nhưng tóm lại một điều, dù cho họ có làm những cái ngôi nhà, những cái dinh thự đó bằng cái vật liệu gì đi nữa, với những cái nền tảng gì đó của con người, thì không có gì đảm bảo là khi một trận động đất xảy ra, những cái ngôi nhà nó không sập, những cái dinh thự nó không sập, những cái cao ốc nó không sập, đúng không anh chị em? Có những cái tòa nhà người ta rất tự hào, người ta gọi là tòa nhà chọc trời. Ở tại Sài Gòn của chúng ta thì hiện giờ có một cái tòa nhà nổi tiếng tên gì anh chị biết không? Landmark 31, đúng không? Tức là 81 tầng. Trước kia thì có cái tòa nhà Bitexco 60 mấy tầng, số 7, số 8 tầng gì đó, là cái niềm tự hào của thành phố, đúng không? Rồi bây giờ có cái tòa nhà cao hơn là 81 tầng. Thật ra nó không có thống tháp gì so với những cái tòa nhà ở những đất nước mà tôi đã từng đi qua. Tuy nhiên nó vẫn là niềm tự hào của người ta. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em là mình không có mong là có cái điều gì không tốt đẹp xảy ra. Nhưng tôi chỉ muốn nói với tất cả những con người mà đang tự hào về những cái nền tảng đó là đừng quá tự hào. Thay vào đó, hãy nhìn biết Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Hãy nhìn biết Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nhận được một cái sự bảo vệ vững chắc, và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết đâu là nền tảng thật sự cho đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Tôi thấy có những cái nhà rất là lớn, những cái công trình rất là lớn, họ làm chưa bao lâu, thậm chí chỉ trong vòng 1-2 năm đổ lại đây thôi. Nhưng mà khi chúng tôi đến đó thì chúng tôi thấy nó sụp luôn một cách rất là nghiêm trọng, đến nỗi mà cái nền nó bị hở ra, mà thậm chí là vài tấc như vậy. Nó ghê lắm, nó nứt và nó nở, nó lở ra như vậy, nó hỏng lên như vậy. Mà tôi tự nhủ rằng không biết cái tòa nhà này sẽ tồn tại trong bao lâu. Người ta vẫn cứ tự hào cho tới bây giờ, người ta thấy như vậy mà không biết người ta suy nghĩ gì nữa. Không có một cái nền tảng gì của con người mà nó thật sự vững chắc. Không có một cái nền tảng nào của con người mà nó thật sự đem đến một sự an ninh, sự đảm bảo tuyệt đối cho chúng ta ngoài nền tảng của chính Đức Chúa Trời. Amen. 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 Đây là lời của chúng ta. Ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Amen. Amen. Chúa đang mô tả một người khôn ngoan ở đây, và ở dưới Chúa mô tả một người dạy. Cái bài học của chúng ta hôm nay là gì? Ai khôn, ai dạy? Chúa mô tả hay là Chúa định nghĩa một người khôn ngoan ở đây là gì? Người khôn ngoan ở đây
là người nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen chứ. Và Chúa nói về người dạy là như thế nào? Đó là cái người nghe mà không làm theo. Cả hai cùng đối diện với những khó khăn giống như nhau. Cả hai cùng đối diện với những nan đề như nhau. Đó là có mưa sa nước chảy gió lay số động chạy. Tôi đang nói trong bản cũ thì tôi thuộc. Cả hai cùng đối diện với mưa sa nước chảy gió lay số động chảy, nhưng mà hai kết quả giống nhau hay là khác nhau? Khác nhau hoàn toàn. Kết quả dành cho người khôn là gì? Dù cho có mưa sa nước chảy gió lay số động nhà của người ấy, nhưng mà nhà ấy có sập không? Nhà ấy không sập. Vì sao? Tôi nói vì sao? Vì đã kết ở trên vầng đá ấy, không phải là vầng đá ở Vũng Tàu, ở Nha Trang hay ở Phú Quốc, không phải là cái vầng đá to to mà lúc gia đình chúng tôi đi ngang qua Đồng Nai đến khu vực đó, tôi không nhớ là cái huyện gì, huyện Quán hay là cái gì đó, không biết, có những cái tảng đá rất là to bên vệ đường và thường người ta đi qua ai cũng trầm trồ là ô cái tảng đá nó sao nó to và hình như nó rất là chắc hay sao, nó ở đó lâu lắm rồi nó không suy xuyển, chưa chắc, chưa tới lúc thôi. Kinh Thánh không nói là những cái vầng đá như vậy, không phải là cái vầng đá vật lý mà chúng ta đã từng nhìn thấy, đã từng đi đến và bước chân lên cái vầng đá đó, không phải. Cái vầng đá này không gì khác hơn, không ai khác hơn, chính là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Amen con chị. Chúa Giêsu Christ là ngôi lời, Ngài cũng chính là lời của Đức Chúa Trời. Amen con chị. Lời của Chúa. Tôi không nhớ chính xác mình đã gào thét điều này bao nhiêu lần trong suốt chức vụ của mình. Gào thét để cho người ta hiểu rằng lời của Chúa là nền tảng, lời của Chúa là ngọn đèn soi, lời của Chúa là kim chỉ nam, lời của Chúa là giải pháp, lời của Chúa là tất cả những gì tốt nhất để có thể đem đến chúng ta một cuộc đời tốt đẹp. Tôi không nhớ chính xác mình đã gào thét bao nhiêu lần trong cuộc đời, nhưng nếu tôi thống kê lại thì hình như cái số những người thật sự chịu hiểu và chịu ứng dụng vào trong đời sống mình nó không nhiều bằng cái số người bàng quang và thờ ơ. Rất nhiều lúc thật sự cũng cảm thấy bức xúc thôi, nhưng mà đọc lại Kinh Thánh thì thấy rằng Chúa Giêsu cũng cùng chung số phận thôi. Các tiên tri của Chúa cũng cùng chung số phận thôi, các sứ đồ cũng cùng chung số phận thôi. Họ đã rao giảng, họ đã công bố phúc âm, họ đã kêu gọi tất cả mọi người chịu lắng nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng cái con số của những người không thèm quan tâm, bàng quan thờ ơ thì luôn luôn lớn hơn con số của những người chịu lắng nghe và làm theo. Đó là một nỗi đau. Có lẽ tôi không can thiệp được vào cuộc đời của nhiều người bên ngoài kia, nhưng tôi có một điều ước và hàng cầu xin Chúa. Xin Chúa cho con có thể can thiệp được vào cuộc đời của những con người ngay trong hội thánh. Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm, thưa anh chị em. Khó khăn về rất nhiều mặt, và ngay trước mắt đó là khó khăn về kinh tế, về tài chính. Tôi thiết kỷ thế này, nếu chúng ta đến một buổi nhóm thờ phượng Chúa mà chúng ta không thật sự khao khát Chúa, mà chúng ta không thật sự khao khát lời của Chúa, mà chúng ta không sẵn lòng để hết lòng cầu nguyện với Chúa, ngợi khen thờ phượng Chúa, thì uổng phí lắm thôi. Uổng phí lắm. Bởi vì chúng ta đã bỏ ra công sức, thì giờ và thậm chí tiền bạc để chúng ta có thể đến được đây. Mà khi đã đến đây rồi, chúng ta không thật sự chú tâm vào lời của Chúa và những gì mà Chúa đang muốn truyền đạt cho chúng ta thì uổng lắm thay. Tôi mong rằng những gì mà tôi nói từ tấm lòng nó có thể chạm đến tấm lòng của anh chị em, để rồi anh chị em có một quyết định thay đổi. Nếu anh chị em nói rằng mình thật sự tin Chúa thì anh chị em không thể nào không tin lên lời của Chúa. Amen con chị em. Có thể nào anh chị em nói là anh chị em tin một người nào đó mà không tin lời của người đó không? Không thể. Điều đó là mâu thuẫn. Nếu chúng ta không tin một đối tác của chúng ta thì chúng ta sẽ không tin những cái lời mà đối tác đó nói, và chúng ta sẽ không bao giờ bước vào trong cái giao dịch làm ăn với đối tác đó. Đúng không anh chị em? Chúng ta khi tin họ thì chúng ta phải tin lời của họ, và rồi chúng ta sẵn sàng hợp tác với họ, giao dịch làm ăn với họ. Và đối với Chúa, có đôi khi chúng ta thật là mâu thuẫn. Chúng ta
không một người nào nói rằng mình không tin Chúa. Hầu hết những người mà đi đến đây đều nói là tôi tin Chúa, thậm chí nói là tôi rất yêu Chúa, tôi rất là kính sợ Chúa. Nhưng rất có thể một lúc nào đó Chúa hỏi trực tiếp anh chị em là: sự yêu ta ở đâu? Sự kính sợ ta ở đâu? Lòng tin ta ở đâu? Chúa từng nói qua tiên tri Esai rằng dân này lấy môi miệng mà hợp kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Chúa không có cần những cái lời mà theo cái kiểu là chúng ta chỉ nói cho có chuyện. Đương nhiên nếu những lần đó xuất phát từ tấm lòng thì nó có giá trị, nhưng mà có những người mà chỉ nói như vậy thôi, nhưng họ không thật sự nghĩ, không thật sự tin như vậy, họ không sống với những lời đó. Chúa mong muốn được lắng nghe những cái lời thốt ra từ môi miệng của chúng ta. Những lời đó là những lời xuất phát từ tấm lòng của chúng ta, hoặc đó là lời hát, hoặc đó là lời cầu nguyện, hoặc đó là lời công bố. Chúa mong muốn có thể nghe được những lời xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Có nhiều lúc anh chị em nghĩ Chúa giống như là một cái ông thần rất là keo kiệt và bủn xỉn, hoặc là ông thần bất năng chắc. Bởi vì tôi cầu nguyện hoài mà không thấy Chúa đáp lời, tôi cầu nguyện hoài mà không thấy Chúa ban phước cho tôi, tôi cầu nguyện hoài nhưng mà sao đời sống tôi cứ quanh quẩn với những nan đề, mà thậm chí có những vấn đề tưởng chừng như nó là con nhưng mà nó cứ tái đi tái lại. Nó làm cho chúng ta mệt mỏi, nó làm cho chúng ta chán nản, nó làm cho chúng ta một lúc nào nó muốn bỏ cuộc. Và những người khác họ nhìn vào cuộc đời của chúng ta, họ cũng ngán lắm, họ lắc đầu. Đôi lúc họ nói sao làm được. Người đó nói rằng Đức Chúa Trời là tốt lành, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Đức Chúa Trời là đấng thành tín yêu thương họ, Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan. Nhưng sao thấy họ cứ quanh quẩn mãi ở trong những cái nan đề, thậm chí những điều rất vặt vãnh, mà tối ngày chỉ quanh quẩn với những nan đề đó và tưởng chừng như không bao giờ có thể dứt ra được. Điều đó gây bất phạm cho nhiều người khác, và điều đó đẩy rất nhiều người ngoài ra xa Chúa. Thà chúng ta đừng mở miệng thì hơn, bởi vì chúng ta mở miệng ra mà đời sống chúng ta nó hoàn toàn xa lạ với những gì chúng ta mong, thì liệu người khác có tin không? Anh chị em có thể nào quay trở lại cái cửa tiệm để mua hàng của họ? Nếu như cái trường hợp là như thế này, họ quảng cáo rất hay, họ nói hàng của họ là hàng tốt, hàng xịn, là giá của họ là rẻ nhất, vân vân. Và thậm chí có nhiều người còn nói chứ, tôi bán vốn, rồi tôi bán lỗ. Tôi là người thực tế nên tôi nói thật với anh chị, tôi rất ghét những câu nói tương tự vậy. Những người nào bán thì bán phải có lời, ha? Ok, lợi ích là gì, phải có lời. Mà cái người nào nói với tôi là bán vốn, tôi không nhận mua. Nói thẳng một câu vậy, mà nói bán lỗ càng không mua, thật sự như vậy. Ok, chỉ trong cái trường hợp gọi là thật sự là thanh lý, đúng không? Kiểu như không có tiếp tục công việc buôn bán, bây giờ nghỉ rồi, bây giờ thì còn lại nó tồn động không biết làm gì. Thật sự là thanh lý thì có khả năng là bán lỗ để mà đẩy cái hàng nó ra, tại mình không có làm nữa mà. Thì chỉ trong trường hợp đó thôi, còn ngoài ra là tôi không bao giờ tiếp, mà tôi không bao giờ mua. Anh chị em ơi, để tôi nói cho anh chị em nghe chứ, rất nhiều người trong chúng ta cứ tối ngày cứ sống một cái đời sống mà chúng ta xem nhẹ lời của Chúa, và chúng ta không có thực thi lời của Chúa bao giờ trong đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta giống như những cái người buôn bán kia nói, nhưng mà cái thực tế nó không giống như điều chúng ta nói. Kết quả là khách hàng mua hàng của chúng ta về, họ thấy nó không phải là tốt như là chúng ta nói, nó không chất lượng như là chúng ta nói, nó không phải là rẻ, thậm chí chúng ta bán cái đồ Trung Quốc chọn mà chúng ta bán giá còn cao hơn cả đồ Nhật nữa, mà chỉ chúng ta bị lăn thôi, chúng ta lừa người khác. Thì tôi hỏi anh chị em, nếu trong cương vị là một người khách hàng, anh chị em phát hiện ra một cái tiệm nó bán cái kiểu đó, nó nói rất là hay, nhưng mà mình mua về mình không xài được cái đồ đó luôn, thì liệu chúng ta có muốn quay lại cửa tiệm một lần nữa không? Chắc chắn là không, đúng không anh chị em? Chắc chắn là không. Đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta không có nền tảng dựa trên lời của Đức Chúa Trời, thì nó cũng giống như vậy thôi. Chúng ta chỉ nói, chúng ta nói những điều tốt đẹp, chúng ta nói những điều cao trọng, nhưng mà người khác có thể chỉ thẳng mặt chúng ta. Nhiều người họ nói xấu, họ nói cái đồ ăn cơm với muối, mà nói chuyện trên núi. Nhưng nếu chúng ta nói được và làm được dựa trên nền tảng của lời Chúa, thì nhiều người họ sẽ lắng nghe chúng ta. Amen con chị. Nhiều người họ sẽ chạy đến, và kể cả những người ngoài, họ đến và họ tìm một giải pháp của Chúa ở nơi chúng ta, vì họ tin là chúng ta là người của Chúa. Amen con chị. Họ đã thấy cái gì đó trong đời sống của chúng ta mà họ thèm, có cái gì đó họ nhìn thấy trong đời sống thực tế của chúng ta mà họ tin rằng quá thật, có một đấng nào đó tôi chưa hiểu
nhưng mà tôi tin rằng có cái đấng đó ở trong con người đó, và đấng đó sẽ đem đến tôi hy vọng trong trường hợp của tôi, đấng đó sẽ đem đến tôi hy vọng ở trong vấn đề sức khỏe của tôi, đấng đó sẽ đem đến tôi hy vọng ở trong vấn đề hôn nhân gia đình của tôi, đấng đó sẽ đem đến tôi hy vọng ở trong vấn đề kinh tế là hàng buôn bán của tôi, đấng đó sẽ đem đến tôi hy vọng trong các mối quan hệ trong cuộc đời của tôi. Cái người nghe mà không làm theo lời Chúa đó là người dại. Nhưng tôi tìm ra có một đối tượng còn dại hơn cái người đó nữa. Tôi đố anh chị em đó là một đối tượng, một nhóm người còn dại hơn cái nhóm người này nữa. Cái nhóm người nghe mà không làm theo đã dại rồi. Nhưng tôi phát hiện có một nhóm còn dại hơn nữa, không thèm nghe, không chịu nghe. Tôi đọc thấy ở trong một số bản truyền thông tiếng Anh, cái từ nghe ở đây là hear, không phải là listen. Nghe cho kỹ. Hear đây là nghe một cách không có chủ động. Listen to là nghe một cách chủ động. Nhưng mà hear là nghe mà không chủ động. Tôi vui mừng vì nó là hear chứ không phải listen. Tại sao? Tôi sẽ cắt đi cho anh chị nghe. Đó là ân điển của Chúa. Chúa cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau. Không phải ai cũng vốn tự có ý thức để đi tìm đến với Chúa mà lắng nghe. Hãy nhớ cho một điều, chúng ta không phải là người tìm Chúa trước hết. Như Kinh Thánh nói rằng chính Chúa đã tìm chúng ta. Amen, amen. Ngài rời bỏ thiên đàng vinh hiển trong một giai đoạn để Ngài đến thế gian này, Ngài tìm và cứu chúng ta trong khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Amen. Không phải chết một cách bình thường nhẹ nhàng mà là chết trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giờ cuối cùng của chúng ta. Tôi tin rằng đa số chúng ta không phải là những người có ý thức để rồi chúng ta từ đầu đã đi tìm kiếm chân lý. Tôi không biết có người làm như vậy không, nhưng tôi không phải là người đó đấy. Tôi chân thành nói vậy. Không phải lúc đầu tôi tìm kiếm Chúa đâu, mà Chúa tìm tôi. Chúa đã cho tôi cơ hội. Cái chữ hear trong tiếng Anh này nó hàm chứa cái điều rất là ý nghĩa đó. Chúa ban ân điển cho chúng ta, Chúa cho chúng ta cơ hội. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có chịu nắm cái ân điển đó, chúng ta nhận lấy cơ hội đó để đổi đời hay không, hay là chúng ta cứ vùi ngập ở trong cái tội lỗi và trong sự khốn khổ. Người không định nghe lời của Chúa, nhưng mà bằng cách là lời của Chúa đã đến đôi tai của họ. Nhưng cái điều đáng khen của họ là khi họ nghe là không, họ không từ chối, họ đã để cho lời Chúa tiếp tục vào, và thậm chí họ làm theo. Tôi đã đối diện với cả hai loại người này. Một loại người mà mình chủ động đến với họ trong tình yêu thương để nói về Chúa, họ giống như kiểu bịt tai không chịu lắng nghe. Kinh Thánh nói đến những đối tượng mà bịt tai để không chịu lắng nghe. Nhưng mà có những người họ không thật sự là đối tượng của một diễn giả nào đó, nhưng mà vì họ tình cờ nghe được, nhưng mà khi họ nghe thì họ như ăn như nuốt và họ đón nhận lấy và họ nhận được phép lạ. Tôi còn nhớ một cái trường hợp như thế này. Có một người vợ dẫn một ông chồng bị điếc một lỗ tai, điếc một lỗ tai thôi, đến gặp tôi ở tại một ngôi nhà ở Sài Gòn. Và cùng đi với hai vợ chồng này là một người em của người vợ đó. Đối tượng mà cần gặp tôi là người chồng của người vợ đó chứ không phải người em. Khi đến, cô ta trình bày vấn đề và cô ta nói rằng một xưa ông chồng của tôi bị điếc một bên lỗ tai, nói chuyện ông rất là khó nghe. Xin một sư hãy cầu nguyện cho ông để ông được lành. Vì lúc bấy giờ thì Chúa sử dụng tôi để giúp đỡ cho những người câm điếc bẩm sinh rất là nhiều. Và tôi nói thế này, nếu ông ấy chịu tiếp thu lời của Chúa thì tôi có thể giúp được. Ông ấy còn một lỗ tai, tôi sẽ nói vào cái lỗ tai mà ông ấy nghe được không. Tôi sẽ nói những cái lời cần phải nói là những lời đến từ Chúa. Nếu ông ấy lắng nghe, ông ấy tiếp thu, ông ấy sẵn sàng để làm theo thì tôi tin là Chúa sẽ chữa lành cho ông ấy. Tôi nói vào cái lỗ tai không bị đi. Tôi nói với tất cả tình yêu, tôi nói với tất cả đức tin, tôi nói với tất cả sự kiên nhẫn của tôi. Tôi mất một buổi rất là dài như vậy để tôi nói. Nhưng mà anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Tôi quan sát thái độ của ông ta,
ông ta hoàn toàn không muốn nghe. Ông ta tỏ vẻ khó chịu khi nghe những gì tôi nói. Nhưng mà tôi là người kiên trì, cho nên tôi vẫn cứ tiếp tục nói, vẫn tiếp tục nói, vì tôi muốn cho ông ta một cơ hội. Nhưng mà tôi nói từ đầu đến cuối, tôi thấy ông ta không muốn tiếp nhận, ông ta không muốn nghe. Và sau đó ông ta tỏ thái độ rất khó chịu và ông ta đòi về. Tôi cảm thấy rất thất vọng, bởi vì công cốc hồi nãy giờ mình hết lòng giúp đỡ người đó mà chả được cái gì cả. Và tôi đành phải để cho ông ta về thôi. Và tôi nói rằng xin lỗi, tôi không giúp gì được trong trường hợp này, vì ông ta không chịu nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn đặt tay cho một người khi mà người đó không chịu nghe lời Đức Chúa Trời, không có sự tôn trọng nào và không có đức tin. Tôi sẽ không bao giờ vui vẻ đặt tay trên người đó. Anh chị em biết đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Nhưng có một điều kỳ diệu xảy ra. Từ đó anh chị em có thể nhìn đúng chính xác. Tôi không thể nào quên được cái người em đó là nhân vật phụ đi theo để thắp tùng anh mình và chị của mình thôi. Nhưng mà ông ta đã nghe như ăn như nuốt những lời tôi nói. Tôi nói với ông này mà ông chưa nghe, nghe như ăn như nuốt. Và khi mà ông chỉ đòi về thì ông này đứng dậy nói: thưa mục sư, tôi đã nghe từ đầu đến cuối, tôi tin những gì mục sư nói và tôi muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa cho chính đời sống và thân thể của tôi. Và ông ta bắt đầu làm theo sự hướng dẫn của tôi để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus là cứu Chúa của đời sống. Và ông ta nói là ông ta bị những cái bệnh này, bệnh nọ kia trong cơ thể. Tôi đặt tay lên ông ta, tôi công bố sự chữa lành, tôi cảm nhận quyền năng Thánh Linh rót xuống cơ thể đó và ông ta được chữa lành ngay lập tức. Đối tượng mà Chúa Jesus nói đây là cái người mù dại. Nhưng tôi tìm thấy trong những phần khác của Kinh Thánh và trong chính thực tế có những kẻ còn ngu dại hơn. Đó là những kẻ khước từ, không chịu nghe lời của Chúa. Khi chúng ta nghe lời của Chúa là chúng ta đang tự cho mình một cơ hội đó anh chị em. Amen không anh chị em? Đang tự cho mình một cơ hội đó. Đó là lý do sao tôi nói với anh chị em rằng có thể có nhiều người đến đây với động cơ không tốt. Thậm chí cũng có thể có xã hội đen đến để quậy phá chúng ta. Có thể lắm, để ngày tới. Nhưng tôi không ngại. Có thể có những người vào đây với mục đích là định mượn tiền, hãy xin tiền, hay là muốn lợi dụng cái lòng tốt của cái người tin lành, bởi vì họ có nghe nói là người tin lành có lòng tốt, hay làm từ thiện, hay giúp đỡ cộng đồng xã hội. Có thể lắm, có những người như vậy. Tôi đã từng gặp một trong những người như vậy. Tôi còn nhớ sau này anh ta tin Chúa mà anh ta đã kể lại câu chuyện đó. Anh ta nói rằng anh biết không, ngày xưa anh đi vào trong nhà thờ không phải là anh tin Chúa thật đâu. Anh nghe nói là trong nhà thờ tốt bụng, anh đi vào để anh mong được giúp đỡ về tài chính, anh mong là được người ta cho gạo này nọ. Nhưng mà anh cứ vào, anh cứ nghe hoài lời Chúa thấm vào trong anh, và một lúc nào đó anh đã tin Chúa. Và bây giờ anh thật sự tin Chúa. Cho nên có thể có nhiều người có những cái động cơ khác nhau họ đến đây, nhưng mà chúng ta sẽ chấp nhận. Amen con chị. Chúng ta chấp nhận có thể họ đến đây với một cái động cơ xấu nào đó, nhưng mà hãy để cho họ nghe lời của Đức Chúa Trời, đó là cơ hội cho họ. Amen con chị. Nếu họ không nghe lời Chúa, họ không có cơ hội nào cả. Cái việc mà cự tuyệt không nghe lời Chúa là cái việc ngu nhất trên cuộc đời này. Amen con chị. Còn cái mà Chúa nói đây chỉ là cái mà tôi đánh giá là ngu thứ hai thôi. Chúa đã cho chúng ta cơ hội, Chúa đã ban ân điển cho chúng ta, chúng ta đã được nghe lời Chúa, nhưng mà còn một chút nữa thôi, làm theo đi anh chị em. Tại sao chúng ta không làm theo? Tại sao có quá nhiều người đó chúng ta nghe rất nhiều lời Chúa nhưng chúng ta đã không làm theo? Có những người không hề làm theo, có những người chỉ làm theo một ít, làm điều này bỏ điều kia. Chúa có dạy chúng ta là chúng ta chỉ làm theo một ít, làm điều này bỏ điều kia không, hay Chúa dạy chúng ta hãy làm theo tất cả? Tất cả hay là làm ít? Tại sao tất cả? Tại vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ cách sửa trị, dạy người trong sự công bình hay là công chính. Amen con chị em. Không, Chúa muốn chúng ta nghe và làm theo tất cả. Chúng ta không thể nghe điều này, làm theo điều này mà bỏ điều kia. Không thể nào. Chúng ta chỉ tin nơi lẽ thật chữa lành, làm theo cái lẽ thật đó, trong khi đó chúng ta lại bỏ qua những lẽ thật của Chúa dạy chúng ta cách cư xử với nhau trong cuộc sống. Không thể nào bỏ cái lẽ thật tha thứ cho người khác, không thể nào bỏ cái lẽ thật là phải loại bỏ sự cay đắng khỏi chúng ta. Không thể. Chúng ta cần phải làm tất cả. Amen không chị em? Chúng ta tin nơi sự cứu rỗi, chúng ta tin nơi sự chữa lành, chúng ta tin nơi quyền năng tha thứ, chúng ta tin nơi những cái gì mà Chúa dạy chúng ta trong sự phục hòa, trong các mối quan hệ, chúng ta tin nơi cái cách thức Chúa hướng dẫn chúng ta trong công việc làm ăn buôn bán. Chúng ta nghe và chúng ta làm theo tất cả. Đừng có nói với người khác này: tôi chỉ tin cái điều này trong Kinh Thánh thôi và làm theo điều này thôi, còn cái điều kia tôi không thích, cho nên tôi không làm theo. Nếu mà nói như vậy có nghĩa là
lời của Chúa thì có cái đúng cái sai. Nếu mà chúng ta nói vậy chẳng khác nào chúng ta nói lời Chúa có cái đúng cái sai, đúng không anh chị em? Có cái hay có cái dở? Không. Những gì mà Chúa dạy chúng ta tất cả đều đúng và tất cả đều là hay, chỉ tại chúng ta chưa có ngộ ra, chúng ta chưa thật sự suy ngẫm cho thấu đáo, chúng ta chưa nghiệm ra được, cho nên chúng ta chưa thấy hay. Đó là lý do vì sao Chúa nói rằng chúng ta cần phải suy ngẫm lời của Chúa ngày và đêm. Chúa dạy chúng ta không chỉ đọc lời của Chúa mà còn phải suy ngẫm hay là suy ngẫm lời của Chúa ngày và đêm. Tại vì nếu mà đọc thoáng qua thì chưa hiểu. Bản thân tôi là mục sư và cũng có thể gọi là mục sư lâu năm, nhưng thú thật với anh chị em, có những điều để tôi đọc thoáng qua tôi cũng chưa thể hiểu. Có những điều trong Kinh Thánh cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thật sự hiểu. Tôi thú thật với anh chị em á, và tôi cần cái sự bày tỏ của Chúa một lúc nào đó qua một cái cách thức đúng đắn nào đó. Có một tôi tới Chúa khôn ngoan hơn tôi chẳng hạn, hiểu biết hơn tôi chẳng hạn, hoặc có một cái tài liệu nào đó đúng đắn chẳng hạn, hay là một sự mặc khải siêu nhiên nào đó chăng, tôi cần. Có những điều tôi đọc thoáng qua tôi chưa hiểu, hoặc là đọc thoáng qua mà chưa hiểu sâu sắc, chỉ hiểu đại khái là vậy thôi, tôi thú nhận đó. Vốn chi là anh chị em, đúng chưa? Vậy thì chúng ta phải đào sâu hơn nữa, chúng ta phải suy gẫm nhiều hơn nữa, phải có nhiều thời gian hơn với Chúa, để từ đó Chúa mặc khải, Chúa bày tỏ cho chúng ta, để chúng ta học được sự khôn ngoan của Chúa, và chúng ta đem cái sự khôn ngoan đó vào cái đời thực tế của chúng ta mà giải quyết những nan đề. Amen. Con chị hãy nghe và làm theo, chớ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Sứ đồ Gia Cơ đã nhắc nhở các tín hữu thời bây giờ và cả chúng ta ngày hôm nay nữa, hãy nghe và làm theo lời của Chúa, chớ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Tôi nói thẳng với anh chị em thực tế là đa số chúng ta là những người đã lấy nghe làm đủ, chính vì vậy mà chúng ta cứ loay hoay mãi với những nan đề. Chính vì vậy mà gia đình cứ lục đục hoài mà từ năm này qua năm khác không giải quyết được. Chính vì vậy mà cái công việc làm ăn nó cứ bị trục trặc, cứ thất bát hoài. Chúng ta chưa bao giờ thấy một cái sự tuôn chảy, chưa bao giờ thấy một cái sự thành công dài hạn. Chúng ta cứ thấy là mới được cái gì đó là lại mất, lại mất. Anh chị em ơi, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi. Chúng ta cần một lòng khao khát. Đừng để sự bận rộn nó cứ đi làm khao khát của chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta quá bận rộn với công việc đến nỗi chúng ta không còn nhận ra rằng mình đang cần một cái điều gì đó trong Chúa. Và đừng nói đến lòng khao khát, nó là thứ xa xỉ đối với nhiều người, vì chúng ta quá bận rộn. Và chúng ta lý giải là việc tôi phải làm việc này, tôi phải làm việc kia, cứ cuốn vào đến nỗi chúng ta không còn khao khát Chúa. Và kể cả các mục sư cũng vậy, có những mục sư mà họ quá bận rộn với những cái chuyện đi nơi này nơi nọ để làm chương trình này làm chương trình nọ, đến nỗi họ không có cái lòng khao khát Chúa, không khao khát lời của Chúa. Có những mục sư, anh chị em tin không, tôi biết đã nhiều ngày rồi không thật sự suy ngẫm lời Chúa. Cái mà họ giảng là họ lấy cái dàn bài cũ ra họ giảng cho hết hội thánh này đến hội thánh khác, và thậm chí tức cười ở chỗ nhiều khi cùng một hội thánh họ lấy đúng cái dàn bài đó, mới lần trước giảng cái bài đó, qua lần sau giảng đúng cái bài đó, từng chữ từng câu từng cái ví dụ đau đớn. Tôi ước gì anh chị em và tôi có lòng khao khát Chúa một cách mãnh liệt. Amen. Nếu anh chị em không khao khát, tôi nói thẳng với anh chị em, thứ nhất là anh chị em kiêu ngạo, thứ hai là anh chị em đang dại dột không hiểu biết. Thì nếu chúng ta không kiêu ngạo, nếu chúng ta hiểu biết Chúa, biết rằng Chúa là ai, Chúa có thể làm gì cho đời sống chúng ta, thì chúng ta không thể không khao khát. Amen. Tại sao khi chúng ta gặp nan đề, chúng ta chạy quanh, chúng ta chạy đi tìm đủ thứ người hết, đủ thứ giải pháp, hỏi người này hỏi người nọ hỏi người kia, mà thường mấy người vậy là hỏi toàn người sự thật không anh? Vậy mới đau không chứ? Chứ hỏi Chúa một đầy tớ Chúa thật thứ thiệt, hỏi Chúa một nhà tư vấn thứ thiệt, hỏi Chúa một người khôn ngoan của Chúa, thì cái sự việc đã được giải quyết rồi. Cái nan đề là mấy người khai chạy qua là toàn là bị ma quỷ nó xui khiến như thế nào, toàn gặp toàn là những người sắc thật. Càng hỏi càng rối, càng gõ cửa càng rối, cuối cùng không biết mình làm gì, rồi cuối cùng nhiều người đi tự tử, đáng buồn. Tôi ước ao rằng chúng ta sẽ được Chúa ban cho cái sự khôn ngoan căn bản để chúng ta biết chọn người mà nghe và chọn lời mà nghe. Amen không chị? Chúa nói kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, chứ không phải là nghe và làm theo lời của mấy cái người nào vớ vẩn ở trong cuộc đời này. Rất nhiều người chúng ta sai lầm khi mà chúng ta quá coi trọng lời của con người và ý tưởng của con người, trong khi đó chúng ta tự hạ thấp lời của Chúa và ý tưởng của Chúa. Quá sai lầm. Nhiều người trong chúng ta tin bác sĩ hơn tin Đức Chúa Trời. Tôi đã đối diện với rất nhiều người như vậy. Họ đến và họ nói với tôi rằng bác sĩ kết luận thế này, bác sĩ kết luận thế kia, bác sĩ kết luận thế nọ, và họ trở nên buồn bã,
âu sầu chán nản tuyệt vọng, họ không còn sức sống nữa. Họ nói rằng, bác sĩ nói với tôi rằng cái bệnh này không bao giờ có thể chữa lành được, tôi phải uống thuốc để cầm cự suốt cuộc đời của tôi và tôi sẽ chết với căn bệnh này, và họ chấp nhận số phận. Một lần nữa tôi nhắc cho anh chị em nhớ, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta không cần phải chấp nhận số phận bị thảm. Amen chị em. Ở trong Chúa không có cái nghiệp nào cả. Nếu anh chị em có nghe người ta nói về cái nghiệp, anh chị em phải hiểu mỗi lần nói như vậy, người ta thường hay có hàm ý rằng tôi không thoát được. Đó là cái nghiệp của tôi, đó là cái số của tôi. Cho nên tôi phải buồn, cho nên tôi phải nghèo, cho nên tôi phải bị vỡ nợ, cho nên tôi phải bị tai nạn, cho nên gia đình tôi phải ly tán. Không có cái nghiệp nào cả. Đó là sự lừa dối của ma quỷ. Amen con chị em. Ở trong Chúa, mọi số phận đều có cơ hội được thay đổi, được biến đổi và được trở nên tốt đẹp hơn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nếu ngày hôm nay anh chị em đang nghèo, hãy tin rằng Chúa có quyền làm cho anh chị em trở nên giàu nếu anh chị em đứng trên nền tảng lời của Chúa. Amen. Nếu ngày hôm nay công việc kinh doanh đang bị thất bại, đang bị thua lỗ, thất bại thế nào, hãy tin rằng Chúa sẽ chỉ dẫn cho anh chị em bởi Thánh Linh qua lời của Ngài để anh chị em tìm được một cái cách thức kinh doanh tốt hơn. Một cách thức kinh doanh làm cho anh chị em trở nên giàu có một cách công chính, với những giấc ngủ ngon, với những bữa ăn ngon miệng, chứ không phải là ăn mà thấy lạc miệng, đắng miệng và ngủ không thể nào chợp mắt được. Không. Amen con chị. Amen. Tất cả những giải pháp đều nằm trong lời của Chúa. Một lần nữa tôi nhắc lại, tôi cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho tôi và anh chị em sự khôn ngoan căn bản để biết chọn người mà nghe và biết chọn lời mà nghe. Amen con chị. Amen. Tôi nói rất cẩn thận, biết chọn người và biết chọn lời. Tôi giả sử như là anh chị em quyết định là chọn một sư thiên ân để nghe, nhưng cũng biết chọn lời mà nghe. Nếu như một lúc nào một sư thiên ân nói không đúng kinh thánh vì lý do nào đó mà nói không đúng kinh thánh, thậm chí đi lên kinh thánh, đi ngược kinh thánh, làm ơn từ nghe. Amen con chị. Amen. Tôi cầu nguyện cho anh chị em có sự khôn ngoan căn bản để rồi anh chị em sẽ luôn đứng vững và trong đức tin. Amen. Tôi nhắc lại một lần nữa, năm 2023 này sẽ là năm cực kỳ khó khăn. Tôi đã nói cái điều đó một vài lần vào đầu năm. Và anh chị biết sau khi mà tôi nói cái điều đó thì tôi thấy có sự xác nhận qua TV, những cái kênh thông tin khác nhau, người ta lần lượt người ta nói rằng năm 2023 sẽ rất là khó khăn. Trước hết là vấn đề tài chính kinh tế, rất là khó khăn. Và nếu như anh chị em không có một nền tảng vững chắc để đối diện với cái năm khó khăn này, thì anh chị em ơi, rất có thể nhiều người trong anh chị em sẽ phải thất vọng trong năm này. Rất nhiều người sẽ đầy dẫy sự buồn bã, sự lo lắng. Anh chị em có biết là có những cái gia đình, có những cuộc hôn nhân mà chỉ vì cái vấn đề kinh tế nó bị xào xạc thôi mà người ta thật sự cắn đá nhau, người ta bắt đầu xung đột với nhau, và nhiều người đang có những cái ý định ly hôn hay không? Rất nhiều cặp ở trong xã hội ngày hôm nay, riêng chỉ vì vấn đề kinh tế thôi, người ta đang nghĩ đến chuyện ly hôn và người ta đang nói về cái chuyện ly hôn, và thậm chí có những người đang xúc tiến cái việc đó. Chúng ta là cơ đốc nhân đừng như vậy. Tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ chọn để làm người khôn ngoan như Chúa mô tả. Amen anh chị em. Amen. Chúng ta có lời Chúa trong Kinh Thánh mỗi ngày, đừng để nó đóng bụi. Mỗi ngày hãy chọn thức dậy sớm hơn để có thể tương giao với Chúa, để có thể đọc lời của Chúa, suy ngẫm lời của Ngài và quyết định rằng ngày hôm nay mình sẽ làm theo lời này. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tôi làm điều này thấy phước hạnh vô cùng. Phước hạnh vô cùng. Giữa rất nhiều sự mỏi mệt trong thân xác, giữa rất nhiều trách nhiệm những gánh nặng, tôi vẫn quyết tâm rằng bằng mọi giá mình sẽ thức dậy sớm để mình vừa rèn luyện thân thể, vừa tương giao với Chúa và dành thời gian để đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa. Và khi tôi làm như vậy tôi thấy phước hạnh vô cùng, thật sự rất là phước hạnh. Có những lúc vì ngày hôm qua quá mệt mỏi mà hôm nay không dậy sớm được, tôi cảm thấy tiếc và tôi quyết tâm là mình phải sắp xếp để ngày hôm sau nữa mình nhất định phải dậy sớm. Và mỗi khi dậy sớm bước đi ở ngoài đường và vừa đi như vậy để rèn luyện thân thể của mình mà vừa hướng lòng về Chúa, hát ca ngợi Chúa, cầu nguyện với Chúa, tôi thấy phước hạnh. Nhiều khi vừa đi mà vừa khóc, không biết những cái người mà họ đi ngược lại họ thấy tôi khóc, họ nghĩ gì, họ nói cha mày bị cái gì ta, tôi khóc không phải là bị đau khổ mà tôi khóc vì sung sướng. Sung sướng một ngày mới bắt đầu với Chúa, một ngày mới bắt đầu với lời của Chúa, lời Chúa được khuấy động trong tâm linh, trong tâm hồn của mình, và lời Chúa tác động đến cả thân thể, cả cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Và lời của Chúa dưới sự khuấy động của Thánh Linh đem đến cho tôi năng lượng tươi mới mỗi ngày để tôi có thể tiếp tục thờ phượng Chúa hết lòng và phục vụ Chúa hết lòng. Anh chị có muốn như vậy không? Amen. Đừng ngủ buồn, đừng cố ngủ nướng mỗi ngày, đừng bế trễ. Hãy tập một đời sống có kế hoạch, một đời sống mà chúng ta có mục tiêu rõ ràng. Đừng để mỗi ngày trôi qua một cách vô ích. Tôi nhớ một cái bài hát
Tôi không nhớ chính xác từng lời, nhưng mà đại khái là nếu chỉ còn một ngày để sống thì nó có cái ý khác nhau. Nếu còn ngày để sống thì sẽ làm cái điều này, điều nọ, điều kia, thử thứ này. Cuộc sống này thật là mong manh. Nếu chúng ta còn một ngày để sống thì hãy để cho ngày đó thật sự ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta, đừng để nó trôi qua một cách vô. Amen không chị? Amen. Không có một ngày nào từ lúc tôi thật sự hiểu biết về Chúa, thật sự tin cậy Chúa và bước đi theo Chúa, tôi không bao giờ để một ngày nào trôi qua một cách vô. Mỗi ngày khi tôi thức dậy, tôi biết những gì mình phải làm, tôi có sự hoạch định và tôi biết mình phải hướng tới mục tiêu nào, hoàn thành mục tiêu nào. Nếu ngày hôm nay chưa hoàn thành, ngày mai phải hoàn thành, bằng mọi giá nó phải được hoàn thành. Amen con chị. Cảm ơn Chúa. Và cuộc sống phải có ý nghĩa. Mỗi một ngày trôi qua, mình không sống bất kể cho riêng mình. Mỗi ngày trôi qua, mình nghĩ đến người này, người nọ, người kia, nghĩ tới anh chị em mình, những người đang gặp nan đề. Trong khi mình vừa rèn luyện thân thể thì mình vừa nhớ đến họ, mình vừa có thể cầu nguyện con người đó và có những lời công bố thích hợp. Amen. Amen. Hãy làm như vậy. Có những người đã làm ngược lại. Họ không có thời giờ cho những điều rất ích lợi. Họ không có thời giờ để đọc lời Chúa, họ không có thời giờ để suy gẫm lời Chúa, họ không có thời giờ để lắng nghe các tôi nói thật của Chúa giảng. Nhưng họ có rất nhiều thời giờ để xem TV, họ có rất nhiều thời giờ để xem phim, họ có rất nhiều thời giờ để tán gẫu với người khác, họ có rất nhiều thời giờ để đi túm tụm lại để nói xấu người khác, thậm chí nói xấu tôi nói của Chúa. Còn những người đó đáng thương, đáng thương vô cùng, bởi vì tôi biết là họ sẽ nhảy trên chết ta. Hãy nghe và làm theo lời của Chúa. Tôi ước ao là sau cái sứ điệp ngày hôm nay sẽ không có một cái người nào ngồi trong phòng nhóm này mà quẹt điện thoại để xem cái này xem cái kia là những thứ vô bổ. Không người nào ngồi trong phòng nhóm này mà vẫn còn giao dịch làm ăn với đối tác. Không người nào ngồi trong phòng nhóm này mà vẫn còn xem những cái món hàng này, món hàng nọ, món hàng kia. Không có một người nào ngồi trong phòng nhóm này mà chát chít vớ vẩn một người nào đó. Tất cả mọi người đều hướng lòng về Chúa với đức tin, với lòng khao khát. Tất cả mọi người đều có sự yêu mến và tôn kính Chúa, tôn trọng người lãnh đạo, tôn trọng cả tập thể nữa. Amen con chị em. Đừng đợi một sư phải nhìn camera để biết ai là người làm việc đó. Trong nhà này có ít nhất là 4 cái camera. Nhất cử nhất động của anh chị em, một sư đã biết anh chị em làm cái gì, ai đang làm gì vào ngày hôm đó, một sư biết hết. Đừng để một sư phải nhìn vào trong camera và rơi nước mắt. Một sư không thấy, nhưng mà Chúa thì luôn luôn thấy. Có thể một lúc nào đó camera nó hư chăng, có thể một lúc nào đó một sư không có thời gian để mà nhìn camera chứ, nhưng mà Chúa đã đến thấy hết tất cả. Và anh chị em chọn đi, mình chọn là người khôn ngoan hay là người ngu dại, mình chọn đi. Chúa cho mình chọn đó. Chúa không có mặc định là mình là người ngu dại hay là người khôn ngoan. Chúa cho mình chọn. Anh chị em sẽ chọn mình là người khôn ngoan hay là người ngu dại. Nếu chọn khôn ngoan, hãy lắng nghe lời Chúa và làm theo. Nếu chọn ngu dại thì cứ chạy khỏi lời Chúa đi, cứ khước từ lời Chúa đi, hoặc là nghe mà không thèm làm đi, rồi sau đó đừng có oán trách Chúa, đừng oán trách ai cả. Thật sự không có ngày nào mà tôi không có những suy nghĩ mà cảm thấy bọn thắt trong lòng, bởi vì những con người mà tôi cứ mang, có những người họ không khôn ngoan chút xíu nào cả, họ cứ sống theo cảm xúc. Nền tảng cuộc đời của họ là cảm xúc, là những ý nghĩ mong manh. Cho nên hôm nay họ nóng, ngày mai họ lặng. Hôm nay họ đi sớm, ngày mai họ đi trễ. Hôm nay họ thờ phượng Chúa có vẻ rất nhiệt thành, hôm sau thấy họ lạnh băng. Hôm nay thì họ nói những cái điều rất tốt đẹp, nhưng ngay ngày mai thì họ lại than thở, nói những điều đầy phiền muộn, oán trách. Trong cương vị một người lãnh đạo, tôi cảm thấy rất đau lòng, rất quả thất. Tôi chỉ ước ao rằng anh chị em cùng với tôi có một sự ổn định, một sự quân bình ổn định, vững chắc để bước đi với Chúa. Hôm nay chúng ta ca ngợi Chúa, ngày mai chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa, ngày kia chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa, và cho đến mãi mãi chúng ta ca ngợi Chúa. Amen không chị? Hôm nay trong thuận cảnh chúng ta ca ngợi Chúa, ngày mai trong nghịch cảnh chúng ta vẫn ca ngợi Chúa. Amen chị? Hôm nay chúng ta yêu thương và tha thứ, ngày mai chúng ta vẫn yêu thương và tha thứ, và cho đến mãi mãi yêu thương và tha thứ như chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Amen có nghĩa. Hôm nay chúng ta là người tốt, ngày mai chúng ta vẫn sẽ là người tốt, chứ không phải hôm nay người tốt rồi ngày mai người xấu, tức là qua lật lại như bánh tráng. Không thể ba phải như vậy được. Chúa muốn chúng ta là những con người có nền tảng vững chắc dựa trên lời của Ngài. Amen con chết. Một trong những điều cần phải nhắc lại là làm ơn cẩn thận trong việc nghe của chúng ta. Không phải đụng ai cũng nghe, mà cái gì cũng nghe. Chúng ta phải biết chọn lọc điều mà chúng ta nghe. Amen con chứ.
rất nhiều người họ đã làm cho tôi cảm thấy tức tưởi. Bắt đầu họ đến họ nói với tôi những cái điều rất là nhiệt thành, và thậm chí họ nói là mục sư ơi, mục sư giống như là người thầy của tôi, mục sư nói cái gì tôi cũng sẽ làm theo, bởi vì tôi tin rằng lời mục sư nói chính là lời của Đức Chúa Trời, mục sư đã cẩn thận trích dẫn lời của Chúa mà dạy dỗ chúng tôi. Ban đầu thôi, sau đó thì tôi phát hiện ra họ tự mò trên mạng internet để họ nghe rất nhiều người. Tôi không có ý nói rằng tôi là độc quyền và những ai nghe tôi thì chỉ có nghe tôi, không. Anh chị biết rằng tôi rất sẵn lòng mời diễn giả đến đây, và nếu diễn giả giảng những bài giảng đúng đáng khích lệ thì chắc chắn bài giảng nó cũng được phát ra ở trên mạng internet, trên các mạng xã hội mà tôi đang sử dụng, đúng không? Anh chị biết rõ điều đó, chứ không phải tôi bắt mọi người phải nghe mình tôi. Nhưng có một điều tôi cảnh báo, có rất nhiều người còn non nữa, nói vui là yếu mà còn ra gió. Chúng ta chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ sự hiểu biết, sự khôn ngoan để thẩm định. Cho nên cái thái độ khôn ngoan nhất là khiêm nhường để nghe cái người lãnh đạo mình dẫn dắt mình, tư vấn cho mình từng bước một, ít nhất là trong buổi đầu theo Chúa. Bởi vì nếu anh chị em tự tu, tự tác, tự mò, đặc biệt ở trên mạng internet để mà nghe, thì tôi nói với anh chị em rằng anh chị em rất là dễ rơi vào cái bẫy của tà giáo và những sự dạy dỗ lệch lạc. Một trong những người làm cho tôi đau lòng là sau khi nói những cái điều tưởng chừng như rất là tốt đẹp, cuối cùng cái mò ở trên mạng internet để mà nghe hết người này đến người kia, và kết quả là nghe trúng những người mà tôi biết rõ là những người đó là những người mà chúng ta không nên nghe. Và sau đó thì đã có những quyết định, những hành động vô cùng dại dột mà không thể dại dột hơn, và cuối cùng tự người đó bước ra khỏi mối quan hệ. Và tôi biết cái kết nó là gì. Chúng ta hãy lựa chọn người để mà nghe, và hãy lựa chọn lời để mà nghe. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan căn bản để chúng ta có thể lựa chọn đúng người, đúng lời để mà nghe. Amen không chị em? Một lúc nào đó anh chị em nghe một cái gì đó nó ngượng ngợ, nó không đúng với lời Chúa đặt trên thánh, anh chị em hãy can đảm đứng lên khỏi chỗ đó, đừng nghe nữa, đừng có tiếp tục ná lại. Có nhiều người rất là khinh suất, chúng ta nghĩ rằng nghe chút có sao đâu, nghe tham khảo thêm có sao đâu, nhưng chúng ta không hiểu về các hoạt động trong linh giới. Nếu anh chị em bước vào trong chức vụ giải cứu, anh chị em sẽ hiểu cái sự nghiêm trọng của những gì tôi nói. Có những người mà họ chỉ cần đôi khi nghe một lời của một kẻ tà giáo thôi thì có một cánh cửa mở ra, bởi vì họ đã tiếp thu cái lời đó, và thậm chí họ đã mở miệng ra để nói một cái lời tương ứng với lời đó, và sau đó có một cái cánh cửa vô hình mở ra, và có những cái tà linh nhất định nó bước vào trong đời sống của họ, và sau này họ cần được giải cứu. Thậm chí chỉ một lời thôi, chứ đừng nói nghe hết một bài giảng, rồi thậm chí nghe hết bài cái bài khác. Trừ khi anh chị em không tin người lãnh đạo của mình, anh chị em đừng nghe lời khuyên người lãnh đạo mình. Còn nếu anh chị em tin người lãnh đạo mình thì hãy khiêm nhường đủ, đặc biệt là những người mới, những người mà cảm thấy mình còn non đó, hãy để cho người lãnh đạo dẫn dắt mình từng bước một, ít nhất là trong buổi đầu, cho tới khi nào mình thật sự trưởng thành. Lúc đó mà mình có lỡ nghe một cái gì đó không tốt, mình cũng biết cách xử lý nó, đúng không anh chị em? Có những người ở gần và ở xa đã làm cho tôi cảm thấy tức tưởi như vậy. Tôi đã từng kỳ vọng rằng những người đó sẽ trở nên rất tốt đẹp ở trong con đường của Chúa, nhưng chỉ có một cái gì đó nó xảy ra trong một tích tắc nào đó thôi, họ đã mở cửa để cho những cái lời không đáng nghe, không nên nghe, nó đi vào trong tâm trí của họ, và sau đó họ đã thay đổi đường lối hoàn toàn. Họ đã quay mắt lại, họ chống lại những cái điều tốt đẹp mà họ đã từng tiếp nhận, họ thậm chí phỉ báng nó, chà đạp lên nó, và họ bắt đầu đi theo con đường tà, họ cổ suý cho tà giáo, họ cổ suý cho những điều lệch lạc. Và cái bông trái của đời sống họ, nếu chúng ta tinh ý nhìn vào sẽ thấy họ sai, bởi vì bông trái của họ là bông trái xấu. Chúa Giêsu nói rằng sinh trái thì biết thôi, cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. Amen con chị. Cây ổi thì sinh trái ổi, cây nho thì sinh trái nho, không có chuyện cây nho mà sinh trái ổi mà cây ổi lại sinh trái nho, đúng không anh chị? Cho nên có những lúc chúng ta cần thời gian để chúng ta có thể thẩm định bằng cái việc nhìn vào bông trái của một người. Và khi chúng ta thấy bông trái của ai không tốt thì chúng ta có quyền nghi ngờ. Amen con chị. Cái bông trái nào không tốt thì chúng ta có quyền nghi ngờ, còn cái bông trái nào tốt thì chúng ta có một cái động lực để chúng ta có thể nghe và làm theo. Amen chị. Hallelujah. Nghe và làm theo lời của Chúa. 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 Hãy nói với người bên cạnh rằng hãy nghe và làm theo lời của Chúa. Đừng có nói là biết rồi khổ lắm thôi bạn. Đừng có nói nữa. Có những cái điều nó rất là căn bản mà Chúa muốn nhắc đi nhắc lại, tại vì chúng ta đã không thật sự làm theo. Chúng ta nghe mà lỗ tai này lọt lỗ tai kia, cho nên Chúa bảo các tôi tới của Chúa.
chú là nó lọt mất tiêu rồi con. Nói tiếp đi. Bữa trước con nói con gào lên, nó nói lỗ tay trái rồi lọt lỗ tay phải. Bây giờ con phải nói lại. Đó là ân điển của Chúa đó. Đó là lòng kiên nhẫn của Chúa. Đó là lòng nhân từ thương xót của Chúa. Nếu không thật sự vậy thì Chúa nói nằm kệ nó đi con. Nó ngu nói gì? Nói nó nghe ráng chịu. Không, Chúa không vội vàng để mà nói những điều đó được. Có thể một lúc nào đó Chúa sẽ nói như bữa trước sư nói, để cho đời dạy nó đi. Nhưng mà trước khi nói câu đó, có một cái quá trình mà Chúa rất kiên nhẫn, và các đầy tớ của Chúa rất kiên nhẫn với lòng yêu thương, với đức tin, với tất cả những cái gì tốt đẹp trong con người đó. Con người đó sẽ kiên nhẫn cho tới ngày mà cái sự kiên nhẫn nó không còn được. Hãy nhớ này, kể cả Đức Chúa Trời, một lúc nào đó sự kiên nhẫn của Ngài sẽ không còn, đúng không? Một lúc nào đó Ngài sẽ mất cái sự kiên nhẫn đó, và đó là lúc mà chúng ta phải bị phán xét. Chứ còn nếu mà kiên nhẫn hoài, người ta cũng được cứu à, cái sống lè phè cũng được cứu à. Không, một lúc nào đó Chúa sẽ mất đi cái sự kiên nhẫn đó, hay là chính xác là Ngài sẽ chủ động để dừng cái sự kiên nhẫn đó lại. Ngài dừng cái sự kiên nhẫn đó lại để cho chúng ta thấy rằng đừng có giỡn mặt với Chúa Trời, để chúng ta thấy rằng phải tôn trọng lời của Chúa Trời. Amen không anh chị em? Vậy ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Dù có mưa thu xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà mình trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. Amen. Tôi ước ao rằng sau sứ điệp này thì sẽ có một sự chấn chỉnh trong việc tiếp cận với lời Chúa giữa vòng hội thánh chúng ta. Nếu như anh chị em thấy rằng cái chương trình đọc kinh thánh và suy gẫm kinh thánh của hội thánh chúng ta mỗi ngày là tốt đẹp và nên cùng hòa với mọi người để đọc theo, thì anh chị em hãy xem ở trong cái nhóm hội thánh mỗi ngày vợ của tôi Hải Ân đăng lên 3 cái phần kinh thánh để mà chúng ta có thể đọc xuyên suốt kinh thánh trong thời gian ít nhất là 1 năm, và có những lúc mình sẽ đọc nhiều hơn 1 năm. Và nếu anh chị em thấy là mình có một chương trình nào tốt hơn, chương trình đọc kinh thánh nào tốt hơn của mình đặt ra, hay là của một hội thánh nào đó mà anh chị em nghĩ là hợp lý hơn, ok, anh chị em có thể đọc, không nhất thiết là phải đọc theo cái chương trình hội thánh. Nhưng mà chung quy lại, chúng ta cần dành một thời gian biệt riêng ra để đọc lời của Chúa và suy gẫm lời Chúa, và đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Amen con chị em. Dành thời gian tốt nhất cho Chúa, những cái gì tốt nhất hãy dành cho Chúa. Hãy gác những cái sự bận rộn, hãy chủ động để sắp xếp làm sao để chúng ta có một thời gian thật là đặc biệt, một thời gian chất lượng chúng ta dành cho Chúa. Có thể thời gian mà chúng ta dành ra nó không nhiều bằng thời gian một số người, vì chúng ta là người có nhiều công việc, thì có thể chúng ta dành ra nửa tiếng chẳng hạn. Nhưng mà nửa tiếng đó là nửa tiếng thật sự chất lượng, nửa tiếng mới là khao khát mãnh liệt, nửa tiếng thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời qua lời của Ngài, thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước cho anh chị em đó. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Còn nếu chúng ta có nhiều hơn thì càng tốt. Nhưng hãy thật sự tìm kiếm Chúa, hãy thật sự lắng nghe lời của Ngài và làm theo. Đừng có ai trở thành cái người ngu dại nhất. Đó là cái người mà Chúa đã đem cơ hội đến cho chúng ta qua lời Ngài, nhưng mà chúng ta cứ khước từ, không chịu nghe, không chịu nghe. Thay vào đó cứ đi tìm những cái người dại dột trong thế giới này để chúng ta nghe họ, nghe họ cho đến ngày mà chúng ta thấy mình lụng bại. Lời của Chúa nói rằng cái người khôn ngoan thì họ sẵn sàng lắng nghe thậm chí là lời của trách, và lời của trách ấy thấm sâu vào lòng của họ hơn là 100 roi đánh vào kẻ ngu. Và lời Chúa nói rằng hãy dạy người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan. Tại sao? Cái người khôn ngoan đó họ chịu lắng nghe. Thế họ đã khôn ngoan rồi mà họ còn chịu lắng nghe rồi họ càng khôn ngoan. Còn cái người dạy đã không khôn ngoan rồi, đã ngu rồi mà không chịu lắng nghe thì cuối cùng càng ngu hơn, đúng không? Mà cái kết quả của cái chuyện ngu là gì? Là cái chết đắng, là những cái chuyện mà đủ thứ chuyện khốn khổ ập đến cuộc đời của mình. Rồi cuối cùng mình lại ngửa mặt lên trời, mình than thân trách phận, mình oán trời, mình trách người. Đừng sống đời sống như vậy. Nhưng hãy để cho mỗi một ngày trôi qua trong cuộc đời của chúng ta, mỗi miệng của chúng ta đầy sự tạ ơn, sự ngợi khen Chúa, sự chúc tụng danh thánh của Ngài. Để rồi từ trên ngôi thiên ân, Ngài nhìn xuống và Ngài nói rằng: "Ôi ta đẹp lòng cho con của ta." Nó đang nói về sự tốt đẹp của ta. Nó đang làm vinh hiển danh ta. Ta hài lòng và ngày hôm nay ta muốn ban phước hạnh tươi mới cho con trai con gái của ta. Amen con chị. Và đó là cách mà chúng ta sẽ thành công và đắc thắng giữa cuộc đời này. Một ngày nào đó sẽ có nhiều người chạy đến níu áo anh chị em và sẽ nói rằng: "Hãy chỉ cho tôi biết làm thế nào mà anh hay chị có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Hãy chỉ cho tôi biết làm thế nào mà anh chị có thể kinh doanh thành công mà anh chị không mất ăn mất ngủ.
Hãy chỉ cho tôi biết làm thế nào mà anh chị có một gia đình êm ấm, hòa thuận. Hãy chỉ cho tôi biết làm thế nào mà anh chị luôn luôn sống trong sự khỏe mạnh. Và đó là cơ hội cho chúng ta để có thể công bố phúc âm cứu rỗi của Chúa. Và tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người được cứu vào trong vương quốc của Chúa thông qua đời sống thực tế của chúng ta. Amen. Giờ này hãy cùng nhau đứng lên và cầu nguyện đáp ứng với sự việc. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.